Được tác giả Aoyama Gosho ra mắt lần đầu vào năm 1994 trên tuần san Shonen Sunday của nhà xuất bản Shogakukan với tên Mei Tantei Conan. Bộ truyện tranh thể loại trinh thám này đã tạo được tiếng vang và nhanh chóng vượt ra khỏi biên giới Nhật, được khán giả thế giới vô cùng yêu mến. Ở Việt Nam, truyện được nhà xuất bản Kim Đồng phát hành với tựa đề Conan Thám tử lừng danh. Những tình tiết hấp dẫn của câu chuyện đã lôi kéo khán giả hơn 20 năm xuất bản. Tuy nhiên vẫn có những điều bạn chưa biết xung quanh chàng thám tử đẹp trai Shinichi bị teo nhỏ này. Hãy cùng top 10 sự thật đến với những thông tin hơi bị thú vị liên quan bộ manga thần thánh này. Ok, let's go! Khi trình bày ý tưởng về series truyện trinh thám với ban biên tập, Gosho Aoyama đã được khuyên là nên đổi tên thám tử Conan thành Doyle để tránh bị trùng tên với nhân vật Conan, cậu bé đến từ tương lai, một bộ phim hoạt hình của hãng Ghibli. Không nói, chắc các bạn cũng đã biết, thanh thế của hãng hoạt hình nổi tiếng nhất xứ sở hoa anh đào này lớn đến mức như thế nào. Việc có một phiên bản truyện tranh trùng với tên tượng đài anime khiến ban biên tập tòa soạn lo lắng cũng là điều rất dễ hiểu. Tuy nhiên, Aoyama vẫn nhất quyết giữ vững lập trường. Ông tự tin đứa con tinh thần của mình sẽ vượt mặt cậu bé đến từ tương lai. Và kết quả thì như các bạn thấy, giờ đây khi nhắc đến Conan, người ta nghĩ ngay đến chàng thám tử bị thu nhỏ học lớp 1. Tác giả Aoyama Gosho không chỉ đau đầu trong việc sáng tạo nội dung cốt truyện, mà ngay cả các nhân vật xuất hiện trong đứa con tinh thần của ông đều được đặt tên một cách rất liên quan. Tên của nhân vật chính Kudo Shinichi trong tiếng Nhật có nghĩa là sự thật duy nhất. Cái tên này làm chúng ta liên tưởng đến câu nói nổi tiếng và cũng là tính cách đặc trưng của Shinichi. Sự thật luôn luôn chỉ có một. Giống như một quy luật ngầm mà độc giả có thể nhận thấy, tên của các nhân vật thuộc phe chính diện thường được đặt gần với tên của các vị thám tử, có thật hoặc hư cấu trong các tiểu thuyết trinh thám. Chúng ta cùng điểm qua vài ví dụ. Edogawa Conan là tên ghép từ Edogawa Rampo, một tác giả tiên phong của dòng tiểu thuyết bí ẩn Nhật Bản thế kỷ trước, và Sir Arthur Conan Doyle, cha đẻ của Sherlock Holmes. Nữ chính Ran Mori có tên xuất phát từ Maurice Leblanc, tác giả của siêu đạo trích Arsène Lupin. Tiến sĩ Agatha xuất phát từ Agatha Christie, một nhà văn trinh thám nổi tiếng của Mỹ. Haibara Ai xuất phát từ Cordelia Gray, một nữ thám tử trong tiểu thuyết của nhà văn trinh thám Dorothy James. Trong tiếng Nhật, Haibara nghĩa là hoa hồng xám, đọc gần giống với từ Grey trong tiếng Anh. Hattori Heiji xuất phát từ Zenigata Heiji, một thám tử nổi tiếng của Nomura Kodo, và thanh tra Hattori, nhân vật trong một bộ phim truyền hình nhiều tập ở Nhật Bản. Luật sư Kisaki Eri, mẹ của Ran, xuất phát từ Ellery Queen, là bút danh chung của hai nhà văn trinh thám Frederick Danney và Manfred Lee. Trong tiếng Nhật, Kisaki có nghĩa là nữ hoàng, tương tự như Queen trong tiếng Anh. Các nhân vật thuộc phe phản diện đều có mật danh mang tên các loại rượu. Nếu là nam thì là các loại rượu trưng cất như gin, vodka, bourbon. Còn nữ thì sẽ là các loại rượu ngọt như vermouth, sherry. Điều này được cho là vì tác giả không thích uống rượu. Baker, khu phố mà Shinichi và tiến sĩ Agatha sống, lấy từ tên phố Baker của Sherlock Holmes. Poirot, tiệm cà phê ở dưới văn phòng thám tử của ông Mori, được đặt theo tên Hercule Poirot, một thám tử nổi tiếng của Agatha Christie. Titan, ngôi trường mà Ran và Conan học, được viết ngược âm từ Tan Tây, có nghĩa là thám tử. Trong việc sáng tác nội dung, tác giả sẽ ưu tiên suy nghĩ ra những mưu mẹo trước như một khung xương, sau đó mới tìm thêm những tình tiết, câu chuyện đắp vào. Những chiêu thức của thủ phạm là yếu tố quan trọng nhất. Làm thế nào để khán giả cảm thấy mạch truyện logic, cách giải quyết tình huống khoa học là một việc không hề đơn giản. Thường thì một mẹo tội phạm chiếm khoảng 6 tiếng suy nghĩ của tác giả, vụ nào nhanh thì khoảng 3 tiếng. Tuy nhiên, đụng phải vụ khó,